Nghe thấy vợ thung lũng tình yêu nó đẹp lắm, nhưng mà đến nhìn thấy mà trời ơi, tình yêu gì nó giống như vũng ở quê này. Nhưng mà riêng tôi thì tôi hối hận. Trên TV tôi nói đi nhường nhịn vợ, cho nên từ đó về sau tôi không dám lướt tiếp. Mình lại ngẫm nghĩ lại cái chính bản thân lúc nào giúp được vợ mình cũng phải sẵn tay lên giúp vợ. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tình Trăm Năm. Ngày rất là đẹp và thật là may mắn cho cả ekip chúng ta, bởi vì trời Sài Gòn sáng nay rất là mát, rất là thích hợp để cho một cái buổi dã ngoại ngắn như thế này, phải không cô chú? Và cô chú bình thường là có hay đi du lịch với nhau không? Có mà lai rai. Dạ, lai rai. Dạ, lai rai là cũng nhiều đó. Vậy là chắc là chúng ta có rất là nhiều kỷ niệm với nhau. Cô chú của mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất trong cái chuyến đi du lịch của mình không? Kỷ niệm spa, nói đi em. Cô nói thật, ngày mai là cô đi Đà Lạt đó. Đi với gia đình thì cô đi thôi, chứ cô đi Sa Pa một lần rồi là cô không muốn đi Đà Lạt nữa. Sao vậy cô? Ra ngoài đó hả, tuyết rơi luôn. Ấn tiện nhất là cái cửa sổ. Anh mà mở cửa sổ ra, anh dòm xuống đây khoảng 5 phút thôi, cái lỗ mũi anh cứng ngắc. Cứng ngắc luôn. Lạnh quá. Lạnh, lạnh anh đại vậy đó. Ấn tượng của tôi nhất cái đợt đó là bà xã tôi mới mua một lố dù. Yeah. Dù dân tộc làm á. Sao cô mua nhiều vậy cô? Mua về để cho người ăn cây. Tại vì cái cây kỷ niệm hả cô? Nó ư vậy nè. Nhưng mà dù còn cái nào không tặng Ngọc Lan cái. Còn mới gãi hết trơn cùi này, còn cái cây. Con cũng may mắn là con cũng được đến Sa Pa một lần. Đúng là đặc sản ở đó là sương mù. Sương mù rất là đẹp. Còn cô chú mình có cái kỷ niệm nào rồi nhớ đời không? Đây đi, cô nói cho nghe. Năm 95 ấy thì anh ấy cũng dẫn cả nhà đi Đà Lạt. Nghe thấy bảo thung lũng tình yêu nó đẹp lắm. Thế bảo thôi anh dẫn mẹ con em đến cái thung lũng tình yêu, muốn yêu lần nữa xem sao. Trước thì không biết yêu là cái gì, nhưng mà đến nhìn thấy bảo trời ơi, tình yêu gì nó giống như vũng ở quê này. Bây giờ cái vũng nó còn nhỏ lắm. Lúc đấy là không mơ cái tình yêu nữa đâu chị. Là về chỉ mơ tình yêu của nhà thôi. Chúng ta đi đâu thì đi, miễn chúng ta có nhau là nơi đó tuyệt vời nhất, đúng không cô chú? Cái kỷ niệm Sa Pa với tôi thì hơi khác. Lúc đó là chiến tranh biên giới, cái lực lượng đặc công lên chuẩn bị chiến trường rồi đấy. Thì lúc đó chúng tôi chỉ được đáo qua Sa Pa thôi, ngắm những cái cảnh như chị nói đấy. Nhưng lúc đó đi là đi để quan sát tình hình thôi. Dạ. Chứ lúc đó là không phải là đi du lịch như anh chị. À, đi làm nhiệm vụ. Nó cũng có một cái thú vị riêng hả chú ha? Tôi có cái đặc biệt là đến đâu là tôi phải dừng xuống chợ ngay. Nhất là cái chợ tình đấy. Chú, nhưng mà có phải chợ tình lúc đó là cái nơi để mà các cặp đôi trai gái họ tìm đến tình yêu với nhau hay không? Chính là như vậy. Cái văn hóa dân tộc ở trên đó nó rất hay. Người ta vẫn giữ được cái bản chất. Dạ. Cái văn hóa gia đình và là khá. Giờ anh muốn lấy vợ cả chồng, đâu phải như hôm nay anh em mình đi này nói chuyện với nhau, trai tài gái sắc, là ta đến đây thi thố ở đó, thi thố ở đó, hát hòa, rồi qua đó người ta tìm được cái bạn đời ở đấy. Yeah. Nó hay là hay ở chỗ đó. Ê cô nói này, chú khôn vậy nhưng về nhà cô chỉ nấp trong buồng cứ tìm cô ở đấy thôi. Chả có tìm ở chợ gì hết. Hay quá à, con rất là vui khi được nghe những cái kỷ niệm của cô chú. Bởi vì qua đó thì con biết thêm được những cái mà mình chưa biết. Bây giờ chúng ta sẽ đến với game thứ hai. Đó là cô chú hãy nhìn lên hình, cô chú hãy đoán xem nghệ sĩ này là tên gì. Con xin bật mí, đây là những nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở giới trẻ. Và cô chú ở tuổi lớn cho nên là đây mới gọi là một cái thử thách của cô chú. Cô chú biết là cô chú hãy cùng nhau nắm tay và đưa lên. Con sẽ để cho người đó nói trước nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đến với hình đầu tiên, nghệ sĩ đầu tiên nào. Trường Giang. Cô chú bên này giơ tay trước. Trường Giang. Biết anh Mười Khó nữa. À. Rồi biết hiện tại giờ đang có cái quán Mười Khó. Quán dê Mười Khó. Đó. Anh Trường Giang kết hôn chưa cô chú? Có con luôn rồi. Rồi như vậy đó. Là quá chính xác về thông tin của anh Trường Giang rồi. Với cái game này thì cô chú đang tạm thời dẫn trước 1-0. Đặng yeah. Bây giờ chúng ta hãy đến với nghệ sĩ thứ hai. Bắt đầu. Thôi này, không biết à. Thua rồi. Không biết, này con trai, mà không phải, con trai em không biết. Con sẽ cho một cái dữ liệu cho cô chú. Đây là một ca sĩ, một nhạc sĩ nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn nổi tiếng ở thế giới nữa. Cái tên nó có gắn liền với núi á. Sơn. Thua
Đúng rồi, Sơn. Sơn gì? Sơn Tùng. Yeah. Cái này thì đúng là nhà mình thua hay chắc quá. Ở thời của cô chú thì ai là người nghệ sĩ nổi tiếng? Hùng Cường. Con biết là chú Hùng Cường, cô Mai Lệ Huyền nè. Đúng. Dạ. Rồi ai nữa? Dũng Thanh Lâm. Dũng Thanh Lâm cũng sao luôn. Hùng Cường thành được. Duy Khánh Chế Linh. Chú Hùng là chắc là biết nhiều về nghệ sĩ ở phía Bắc nhiều hơn đúng không ạ? Ngày đó thì toàn cực khổ, chỉ lo cuộc sống là chính. Chú thì cứ ở trên trường nên là cứ nhăm nhăm đấy thôi. Thời đó là chỉ biết ầu ơi với dầu, cậu dán đông đinh ngủ đi con ơi, mẹ mệt lắm rồi. Với nghệ sĩ thứ hai này thì đội áo đỏ đã giành chiến thắng và đang dẫn trước với tỷ số là 2-0. Vỗ tay. Chúng ta đến với nghệ sĩ thứ ba nào. Ê gì Tây Nguyên. Giơ tay lên cô, giơ tay lên cô. Ai cô? Tên gì Tây Nguyên vừa rồi. Dạ đúng rồi. Một hoa hậu. Ê gì đây? Ở đây cô cũng có tên kích thước đấy. Yeah. Hờ Hen Ye. Xuất sắc luôn quý vị. Đây là hoa hậu Hen Ye. Ngoài cái việc cô làm thiện nguyện rất là nhiều thì cô còn ghi danh ở trên đấu trường quốc tế. Chúng ta xin được chúc mừng đội áo xanh đã ghi được một điểm đầu tiên cho mình. Thưa quý vị, kết thúc vòng thi đầu tiên thì tỷ số hiện tại nghiêng về đội áo đỏ. Và không biết là đội áo xanh có lội ngược dòng được hay không thì chúng ta hãy đến với cái game thứ hai. Ở cái game này thì nhiệm vụ của cô chú là phải lục lại cái ký ức của mình cũng như là những cái mà mình đang nghe con cháu của mình mở mỗi ngày. Đó là những bài hát, những cái lời hát đang rất là hot trend hiện nay. Cái này là phải nhờ vào con cháu ở nhà nha. Con sẽ đưa ra một cái câu hát làm mất đi một chữ. Và nếu như cô chú biết thì cô chú sẽ giơ tay lên để đoán cái chữ đó là chữ gì. Giống như là điền vào chỗ trống vậy đó. Câu đầu tiên. Giọng ca vàng trong chấm 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 đi vào, dạt sang một bên biết đi nào. Mời các cô chú điền vào ô trống. Lan Quế Phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Ở đâu ạ? Mời tim. Trong tim. Đáp án không chính xác. Xin mời đội đó. Trong ngõ đi vào, trong hẻm đi vào. Được. Giọng ca vàng trong đi trong đường, trong đường đi vào, dạt sang một bên. Dạ thưa, đáp án này cũng không chính xác, không chính xác. Đáp án chính xác đó là giọng ca vàng trong xóm đi vào. Đây là một bài hát rất là nổi tiếng và được trình diễn ở trong chương trình chung kết Rap Việt vừa rồi. Vậy thì với câu đầu tiên thì cả hai đội không ai ghi được điểm nào hết. Chúng ta hãy đến với câu thứ hai. Dạ xong mà cho nhà trẻ không sao chịu nổi. Dạ như vậy mới là thử thách đó. Chúng ta hãy làm trẻ tâm hồn của mình lại bằng âm nhạc nào. Được thấy thiên đàng nơi đây nguy nga, ngàn mây bay bay trắng ngà, từ xa chấm 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 cất vài lời ca. Đây là một bài mà giới trẻ là đang nhai đi nhai lại mỗi ngày, một bài hát rất là đáng yêu. Ở trên thiên đàng thì chúng ta sẽ có ai ạ? Từ xa Cung Hằng. Cung Hằng là ở trên cung trăng. Còn đây là chúng ta ở trên thiên đàng. Từ xa Thiên Nga cất vài lời ca. Dạ Thiên Nga cũng gần đúng rồi ạ. Thiên Thần. Thiên Thần. Yeah. Hay quá đội áo đỏ. Thiên Thần. Vỗ tay áo đen, áo đen. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình Trăm Năm đã rất là biết update cái xu hướng mới nhất. Và đây là bài hát mới vừa ra của Sơn Tùng MTB. Đã nghĩ là các cô chú sẽ rất là dễ đoán ra. Bây giờ con sẽ đọc cho cô chú nghe nha. Dù cho chấm 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 tắc xuân thay màu, héo khô đi tháng năm xưa kia. Dù cho nắng tắt xuân thay màu, héo khô đi tháng năm xưa kia. Hay quá, đội áo xanh xuất sắc. Cô có nghe bài này rồi hả? Có nghe. Đây, trời ơi, dễ sợ chưa mọi người. Không quá khó để mà đội áo xanh có thể đem về một điểm cho mình. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình nào. Wow, nhờ đi theo cô chú mà con được ăn ké một cái bữa ăn rất là ngon và thịnh soạn như thế này. Thôi vậy mình vỗ tay đi. Yeah. Vậy thì bây giờ mình nhập tiệc đi. Mình vừa ăn, mình vừa trò chuyện với nhau ha. Rồi, con mời cô chú ạ. Vô. Vô. Không, đúng rồi, chúng ta phải nâng ly một cái nào. 2, 3. Vô. Ngon quá. Con xin phép đây. Không cho cô ạ. Dạ. Sĩ. Dạ. Là người ta nói á, người mẹ lúc nào cũng cưng con hết
Còn cảm ơn cô. Đây người mẹ thứ hai con đây rồi đó. Thấy chưa? Còn người chồng bao giờ cũng thương vợ. Cảm ơn. Rồi con mời cả nhà. Cô biết không? Khi mà số phát sóng của hai đội đỏ và đội xanh của chúng ta được phát sóng lên thì ban tổ chức nhận được rất là nhiều những cái lời bình luận dành rất là nhiều cái tình cảm cho chúng ta. Vậy thì cho con hỏi là sau khi mà chương trình của mình phát sóng rồi thì cuộc sống của cô chú có thay đổi gì nhiều không? Đi ra đường á. Ý, tao thấy mày trên tivi. Kế bên nhà vừa mà kéo cửa rẹt ra cái. Trời ơi, sao bà lên tivi bà không thấy tôi? Em đâu biết lên nào đâu, nói biết hay dở, nói chị rủi kỳ sao? Dạ. Tự dưng mình cũng nghe vui tuổi già. Dạ, đúng là vui tuổi già hả cô ha? Cục cảm ơn hết cái ekip của mình làm cho cô sống thêm nhiều năm nữa. Như cô cũng vậy thôi, đi ra đường mà. Ủa các anh chị này nhìn gần nhà mình. Ôi dồi ôi, anh chị lên lúc nào cũng cho chúng em đi ủng hộ. Nhưng mà riêng tôi thì tôi hối hận. Sao vậy chú? Lên TV tôi nói đi nhường nhịn vợ cho nên từ đó về sao tôi không dám lướt tiếng. Đây là há miệng mắt quai nè. Riêng chú với cô thì sau cái đợt phát sóng đó mình cảm thấy rất hạnh phúc. Chính những cái bạn mình xem họ đưa ra những lời bình thì mình lại ngẫm nghĩ lại cái chính bản thân mình. Lúc nào giúp được vợ mình cũng phải sắn tay lên giúp vợ tí. Con làm được mấy số rồi thì con nhận được rất là nhiều cái bài học hạnh phúc từ các cô chú dành cho con cũng như là khán giả. Nên đó là một cái điều mà con rất là quý. Thôi bây giờ chúng ta ăn tiếp đi. Con hỏi nhiều quá rồi cô chú không có chịu ăn gì hết. Không, mày nói là cái chương trình này lên hay thật. Như chú đây là Nam Bắc đều là điện về suốt. Những người chiến sĩ của chú là khắp cả nước. Cứ liên đầu là điện liên tục về. Nó còn gần như là một cái kênh để mà giao lưu tất cả anh em. Dạ. Nhiều khi cô chú tham gia chương trình xong rồi chương trình phát sóng rồi cô chú tìm lại được những đồng đội cũ của mình nữa. Mấy cái đó là quý lắm á. Nhiều khi có những người tưởng là chú đã đi rồi. Nhưng khi lên chương trình biết là chú còn khỏe lắm. Nhưng mà mới biết rằng là tất cả cái lúc thời gian cô với chú xa nhau mà gần nhau nó vất vả như vậy. Con đọc hết comment á. Câu nào cũng rơi nước mắt về anh chị này. Còn cô có nhận được nhiều lời động viên cũng như là chia vui với của bạn bè không? Bị chửi nhiều. Sao vậy? Mày đi, mày không nói tao tiếng nào hết à. Tôi hỏi thăm hay đi ngang nhà thì mày đóng cửa đi ngang nhà mày đóng cửa chừng mày đi nay mấy năm như Sài Gòn không nói tao tiếng nào. Hôm nay, ngoài những bất ngờ mà cô chú đã được trải nghiệm rồi thì còn một bất ngờ cuối cùng nữa mà cái này là của các cô chú dành cho nhau thông qua chương trình. Và bây giờ là con sẽ bật mí cái bất ngờ đó cho cô chú nha. Trên tay con là đang cầm hai lá thư. Hôm nay là cô sẽ gửi ngược lại cho chú và chú gửi ngược lại cho cô. Con xin phép được đọc lá thư của đội đỏ trước. Con thích nhất là cái phần này bởi vì nó đong đầy tình cảm. Gửi Thăng Long, ngày đầu tiên em biết anh là khi con gái anh theo học lớp của em. Lần đầu gặp em, anh buồn hiu à. Vì chuyện gia đình năm đó, anh phải xa vợ, xa hai đứa con nhỏ. Em có tình cảm với anh, thương anh là người thật thà, người đàn ông nhiều tình thương cho gia đình. Rồi tụi mình thương nhau, quen nhau, rồi cưới nhau. Gia đình hai bên cũng chấp nhận. Em ở với anh có một đứa con duy nhất, đó là Tuấn Tú. Nghĩ lại lúc đó em cũng gan. Ngày đó 46 tuổi rồi mà thương mẹ anh, mong có một đứa cháu trai nối dõi gia đình. Em liều mạng, gắng để mà ông bà có một đứa cháu. May mắn là trời thương nhà mình, mẹ tròn con vuông. Tuấn Tú của chúng ta bây giờ đã lớn khôn. Thương anh nhất là anh luôn có hiếu với mẹ cha. Điều này là điều em luôn tự hào khi lấy anh. Em biết ơn anh nhiều vì đã cho em một đứa con trai theo đúng tâm nguyện. Anh luôn yêu thương em út của em, cùng em lo lắng chu toàn cho mấy đứa em nhỏ khi cha mẹ mất sớm. Em cảm ơn anh Long. Hằng ngày, em chỉ mong anh nhiều sức khỏe, không ốm đau bệnh tật gì, đi đường an toàn cẩn thận, để lo cho con mình khi nó trưởng thành nên người. Và còn tâm nguyện của anh nữa, anh muốn được gặp hai đứa con gái một lần, nên hai vợ chồng mình phải khỏe mạnh, phải sống đời để gặp tụi nhỏ. Và gặp con của mình nha anh. Em Thiên Xuân. Hay quá. Động quá, lần đầu tiên tôi được nghe. Cảm ơn.
chú đi làm về Bình Dương, đang chạy xe bình thường vậy tự nhiên té là chết quèo. Cái con ông sợ không? Chở lên bệnh viện cứu cấp. Thôi mới đây mấy tháng à, tỉnh lại, điện cho người nhà tới lo cho chú. Bây giờ nhớ ơn cái cháu đó hoài, lâu lâu về ghé thăm cái cháu đó, chở đi bệnh viện giùm. Trời ơi. Ngày sáng đi làm thì nói vậy nè, anh ráng giữ gìn sức khỏe, dù gì nữa mình cũng còn ráng nuôi con cho thằng Tú nó ra trường. Dạ. Đối với cô với chú chết thành những đời, cô nói thật. Nhưng mà con nó dở dang sự nghiệp, nó hụt hẳn lắm. Chưa có công an. Chưa công an gì làm nè. Quyền vọng của anh là gặp hai đứa nhỏ một lần chót rất là chết. Ông cứ nói gì hoài. Anh không chết đâu em. Ông có muốn gặp tâm đoan chứ. Dạ ý. Mình lo thì đúng nhưng mà mình đừng lo nhiều quá rồi cái mình khóc rồi mình trôi phớ mình xấu nè. Đều cơ mà mỗi một ngày là đi là anh cũng lại một lá thư cho chị nhá. Yeah. Cái tình cảm của hai chị nó không có rời nhau. Mặc dù là đi xa có đoạn đường nhưng nó vẫn gần nhau về cái bức thư. À, nhưng em lại khác. Dạ. À, nhưng em thì khác. Bây giờ đây con sẽ mở cái lá thư của chú gửi cho cô nhưng mà con sợ cái cảm xúc của mình nó sẽ làm lạc giọng nên thôi con nhờ chú đọc. Đây, chính chủ đọc cho nó đã, cho nó phê. Em yêu hoài. Vô lễ nghe đã rồi. Vợ chồng mình sống với nhau thấm thoát đã hơn 40 năm. Cháu nội, cháu ngoại đều có cả. Nhưng thời gian mà dành riêng cho vợ chồng mình lúc nào hình cũng thấy thiếu, phải không em? Anh mong rằng em thông cảm bù trừ cho anh. Thời gian đã quá nhiều và anh cũng mong em vẫn còn tiếp tục bù mắt cho chúng ta, xây nên một giang sơn mà chúng ta đã xây dựng nhiều hơn nữa em nhé. Vì cuộc sống tuổi già của anh càng ngày càng giảm sút nên tất cả mọi công việc nội trợ trong gia đình trông nom vào bàn tay nội trợ của em. Em vừa phải vươn lên để chiến thắng ốm đau bệnh tật của chính mình. Bản thân mình luôn luôn dành những nụ cười, niềm vui cho gia đình. Điều này anh đều biết. Anh rất mong sức khỏe của anh luôn luôn khỏe mạnh và ổn định, cùng với em xây dựng cái văn hóa gia đình chúng ta xứng đáng với nền văn hóa làng xã, quê hương Lê Lợi, Kiến Sương, Thái Bình. Tạm biệt, hôn em. Hôn đi, hôn đi. Chú thì vất vả trên trường. Dạ. Mà cô cũng là đảm đương ở nhà công việc, mọi cái nó quen hết rồi con. Dạ. Đến bây giờ cô vẫn là ưu tiên chú nhiều nhất. Vẫn phải chăm cho chú. Em chăm. Vì cái bản tính này nó cũng có sẵn từ nhỏ rồi chứ không phải gì, biết nhường nhịn. Mà trong hoàn cảnh ví dụ chú đi về là bệnh tật hay cái gì là cô chăm. Cô cũng bệnh nặng nhưng mà cô đều phải cố gắng. Cô không thể hiện bệnh, cô vẫn cứ vươn lên, cô làm đủ mọi việc. Chúc mừng anh. Thật ra con thấy như thế này nè, các cô chú đều rất là may mắn khi gặp được nhau. Và để có được cái hạnh phúc mấy mươi năm như vậy thì cả cô và cả chú đều nhường nhịn nhau rất là nhiều và yêu thương nhau rất là nhiều. Mỗi người sẽ có một cái cách chăm nhau khác nhau. Đây là sự ngọt ngào dành cho nhau và đây là sự kiên cường, kiên nhẫn và chờ đợi dành cho nhau, cho nên là chúng ta cũng là dành cho nhau. Dạ đúng rồi, tất cả chúng ta đều dành cho nhau để tạo nên cái hạnh phúc ở thời hiện tại. Con rất là cảm ơn cô chú, cảm ơn rất rất nhiều về những gì mà cô chú đã chia sẻ, cũng như là ngày hôm nay cô chú cho con một ngày trải nghiệm rất là vui. Con biết được tình già là như thế nào, già cũng như giống như trẻ thôi, cũng có những cái thú vui, cũng có những cái sự sung sức. Dạ và đã nói gần càng ngày càng. Dạ đúng rồi, và hơn nữa là chúng ta có một bữa ăn với nhau rất là vui như thế này. Cảm ơn cô chú, một lần nữa cảm ơn cô chú đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.